vợ anh là người giữ tiền thì anh có cảm thấy thoải mái, vui vẻ và với việc đó không? Ông nếu mà giữ mà đưa lại thì được. Giữ mà đưa lại thì được. Hả? Thu nhập của anh 50 thì em sẽ cho anh 10 triệu, em giữ 40. Thu nhập của anh 50 thì em sẽ cho anh 10 triệu, em giữ 40. Nhiều rồi đó. Nhiều hả chị? Nhiều. Dạ. Còn em, cái đó em rõ ràng không? Ví dụ như là chi phí gia đình là khoảng chừng 20 là em sẽ bỏ 20 ra đi, không đụng vô một xu nào. Nhưng mà còn phần còn lại là em đầu tư hết. Phần còn lại là đầu tư hết. Đồng ý không? Không. Không đồng đó. Rồi bây giờ nhà gái tôi không đồng ý. Khi mà nam và nữ bất đồng quan điểm đó thì đàn ông phải luôn nhường. Thì em cần cái điều đó. Ví dụ như về vấn đề tiền bạc, hồi nãy mình có bàn cũng vậy. Đã không thống nhất quan điểm được thì người đàn ông phải nhường. Đã không thống nhất quan điểm được thì người đàn ông phải nhường. Thì đi. Nhưng mà đừng để nhường ba lần nha. Em ơi, em lấy vợ là em phải nhường cả đời. Không được, anh nhường mà anh phải ra điều kiện đó là không được. Rồi. Phải nhường vô điều kiện mới được. Đúng. Em tên là Trương Lê Yến Ngọc, năm nay em 32 tuổi. Em thì kinh doanh tự do ở trên TikTok và Facebook. Em đang ở Gò Vấp, Hồ Chí Minh. Em sống với ai? Em sống với em trai. Ngọc Lượng, tên nghe thấy giàu rồi ha. Em thì là người sống rất là tích cực, luôn hướng về phía trước, tính cách thì cũng rất là hòa đồng, thân thiện và em cũng biết kiếm tiền. Còn khuyết điểm thì em không có giỏi những cái bộ môn ca hát hay là thơ ca. Nấu ăn và việc nhà thì em cũng không giỏi, nhưng mà em được cái là khi mà em muốn làm cái gì thì em sẽ tìm cách để làm tốt nhất cái việc đó. Em giỏi kiếm tiền là hay lắm rồi em ơi. Đúng rồi, giỏi kiếm tiền là được rồi. Chào cô gái xinh đẹp. Bên kia có vẻ hơi căng thẳng chút xíu. Bên kia là có một đời vợ và ly hôn đó. Em thấy sao? Có khó khăn gì không? Dạ, về cái vấn đề đã có vợ và ly hôn thì em thấy bình thường, em không đặt nặng vấn đề đó. Rồi. Dạ. Em mong muốn có một người nào để sẵn sàng kết hôn, tiêu chí như thế nào? Dạ, em mong muốn bạn nam là trưởng thành một xíu. Tại vì năm nay thì em hơn 30 rồi. Thì thường phụ nữ thì thường sẽ cái suy nghĩ á, thì thường già hơn mấy bạn nam cùng tuổi một xíu. Và công việc sự nghiệp bạn đã ổn định rồi, thì bạn đang mong muốn cái bước tiếp theo là xây dựng gia đình. Có cái điều gì ở những cái mối tình cũ mà khiến em phải sợ khi mà nó lặp lại một lần nữa ở mối tình mới không? Dạ, thứ nhất là em sợ những bạn nam là thích thể hiện nhiều hơn. Còn em lại thích những người nói ít làm nhiều. Còn những bạn nói nhiều quá mà không làm, hoặc là hứa hẹn quá nhiều mà cuối cùng không làm được cái gì hết, thì em rất sợ những bạn nam như vậy. Những cái yêu cầu của bạn gái thì bạn trai thấy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Nếu mà được cái này cái mình sẽ lại mất cái kia, cái được đúng rồi, mình đâu có hoàn thiện được đâu. Dạ. Vấn đề là mình sẽ cùng nhau để hòa hợp thôi. Em hy vọng là em sẽ dùng cái sự vui vẻ, cái sự thấu hiểu của mình để có thể chinh phục được bạn đó thôi. Dạ. Chứ còn nếu mà bảo là để em thay đổi toàn bộ thì rất khó. Nhà gái đi với ai ạ? Dạ, hôm nay là tất cả hầu như những người thân nhất của em là có mặt ở đây hết rồi. Có cha mẹ của em, vậy đó có hả? Bạn thân nhất của em, rồi, có xin... em trai với em dâu, quá có em gái và hai em rể nữa. Rồi, xin chào cả nhà. Dạ, con xin chào gia đình như mình ạ. Thì là hôm nay em thấy không? Một cuộc gặp mặt rất là quan trọng luôn á, cho thấy được rằng cô gái rất là trân trọng cái buổi gặp mặt này và cả gia đình cũng rất là quan trọng buổi gặp mặt này. Xin chào hai MC xinh đẹp dễ thương. Dạ. Xin chào khán giả trường quay. Tôi là mẹ của Yến Ngọc, thì nãy giờ theo dõi thì thấy nhà trai cũng thiệt thà dễ thương. Bác chỉ tới đây rồi thì chỉ mong muốn là hai đứa cũng lớn tuổi rồi thì trao cho nhau cơ hội để tìm hiểu rồi tiến tới hôn nhân, thì cái ước nguyện của hai bác cũng như vậy thôi. Dạ. Yeah. Yeah. Bây giờ chú thấy bạn trai sao nè, theo cái cảm quan của chú đó? Dễ mến. Dạ. Tôi cũng cầu chúc là cho hai đứa tìm hiểu rồi sẽ tới hôn nhân rồi đó, điều đó tôi quan trọng nhất. Tại hôm nay tôi cũng 63 tuổi rồi, cũng hơi bự rồi, để cho con mình nó có đôi có bạn nên mình. Rồi, cảm ơn chú. Rồi, yeah. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục để hai bạn gặp nhau nha. Bắt đầu đi Lượng. Anh đến từ Vũng Tàu nên anh có món đặc sản Vũng Tàu là bánh bông lan trứng muối. Dạ. Thì tặng em với đây là một cuốn sách. Thì hôm qua có đi ra hiệu sách đi tới đi lui nhưng mà thấy cái đây có cái tựa hay thì tặng cho em. Dạ, cảm ơn. Em cũng thấy hai người cũng hơi trùng ý tưởng một xíu, em cũng mua sách. Thì hồi nãy em có nghe anh chia sẻ là anh mong muốn một người phụ nữ kiểu người phụ nữ của gia đình hơn á. Thì cho em hỏi là giữa một người giỏi việc gia đình, bếp núc và so với một người giỏi kiếm tiền nhưng mà việc nhà thì cũng biết làm, thì anh sẽ mong muốn cái người phụ nữ nào hơn?
Nếu mà vậy thì quá tuyệt vời rồi, vừa giỏi kiếm tiền rồi vừa giỏi việc nhà nữa thì anh đâu có biết làm thôi chứ cũng không giỏi lắm. Bây giờ lên YouTube học được hết mà. Ví dụ như là em muốn nấu ăn cho anh, em muốn ở nhà dọn nhà chăm sóc thì đó là tốt rồi. Dạ. Yeah. Theo anh nghĩ là ai sẽ là người giữ tiền? Thì tiền ai nấy giữ thôi. Tiền ai nấy giữ. Tại vì không, thực ra anh đưa em giữ cũng được, sao không sao. Nhưng có nghĩa là anh muốn là mọi thứ nó công khai thôi. Dạ. Yeah. Chứ còn tin tưởng nhau thì đưa nhau giữ thì có sao đâu. Nói chung là cùng một hướng thì dễ lắm. Yeah. Vậy nếu vợ anh là người giữ tiền thì anh có cảm thấy thoải mái, vui vẻ và với việc đó không? Ông nếu mà giữ mà đưa lại thì được. Giữ mà đưa lại thì được. Hả? Em sẽ không bao giờ để tiền chết một chỗ chị. Em sẽ đầu tư. Em có bàn không? Mấy cái đó là phải bàn, nếu chị đâu thể nào im im làm được. Thì đúng bàn rồi. Nếu mà vợ đồng ý thì tất nhiên là đưa. Sẽ đưa. Nhưng mà nếu không đồng ý là đâu có đưa. Dạ. Đúng rồi đó. Chị cứ khó mà. Đã là vợ chồng thì cái gì cũng phải thống nhất với nhau hết. Thì đồng vợ đồng chồng thì mới chi ra được cái số tiền đó. Dạ, cho nên giữ rồi. Đi em, giữ tiền đi, giữ tiền. ví dụ thu nhập của anh 50 thì em sẽ cho anh 10 triệu, em giữ 40. Thu nhập của anh 50 thì em sẽ cho anh 10 triệu, em giữ 40. Nhiều rồi đó. Nhiều hả chị? Nhiều. Dạ. Còn em, cái đó em rõ ràng lắm. Ví dụ như là chi phí gia đình là khoảng chừng 20 là em sẽ bỏ 20 ra đi, em không đụng vô một xu nào. Nhưng mà còn phần còn lại là em đầu tư hết. Phần còn lại là đầu tư hết. Đồng ý không? Không. Không đồng rõ. Rồi bây giờ nhà gái tôi không đồng ý. Tôi cũng không đồng ý. Tôi muốn là tiền phải gom về một chỗ rồi sau đó là bàn bạc rồi đồng thống nhất rồi mới chi ra. Ông nghĩ cũng khó lắm chị. Đôi khi... Có phản biện không người đàn ông có gia đình? Tôi cho nhiều tôi lấy nhiều. Đúng rồi. Không cho thôi, tôi khiêm chỗ khác. Không cho thôi, tôi khiêm chỗ khác. Vậy? Vậy? Không cho tôi kiếm chỗ khác tôi làm thêm. Cái này là phải thống nhất đi. Suy nghĩ cho kỹ thôi. Đúng. Bây giờ á là Lượng bước tới nắm tay Ngọc đi. Bây giờ mình sẽ nói mình chuẩn bị gì cho cuộc hôn nhân rồi. Nếu mà mình tiến tới kết hôn thì anh đã chuẩn bị một ngôi nhà để đưa em về. Nhưng mà anh không biết là em suy nghĩ như nào về việc phải đi làm dâu. Em thì nghĩ cái việc làm dâu là cái việc, cái đó là bổn phận và trách nhiệm của người phụ nữ luôn rồi. Mà nhà trai dễ dễ chút chứ đừng khó quá là được. Nhà trai dễ dễ chút chứ đừng khó quá là được. Cứ vui vẻ thoải mái là em sẽ rất là biết điều. Và người ta thương em một thì em sẽ thương lại 10. Không, thì cái tính thì em sẽ rồi. Như vậy. Cảm ơn em. Rồi em có yêu cầu gì về anh không? Em yêu cầu là trong khi mà nam và nữ bất đồng quan điểm đó thì đàn ông phải luôn nhường. Thì em cần cái điều đó. Ví dụ như về vấn đề tiền bạc hồi nãy mình có bàn cũng vậy. Đã không thống nhất quan điểm được thì người đàn ông phải nhường. Đã không thống nhất quan điểm được thì người đàn ông phải nhường. Thì đi. Nhưng mà đừng để anh nhường 3 lần nha. Em ơi, em lấy vợ là em phải nhường cả đời. Không được, anh nhường mà anh phải ra điều kiện đó là không được. Rồi. Phải nhường vô điều kiện mới được. Đó. Dạ. Khúc này tôi binh lắm. Chúng ta trò chuyện cũng khá lâu và chắc chắn các bạn đã tìm ra được một đáp án cho riêng mình. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Nhà trai bấm liên tục luôn, bấm vô là bấm liền luôn. Không, em giữ luôn anh. Giữ luôn, sợ buông đúng không? Em sợ buông nó không dính. Rồi.